Trong thần thoại và truyện tranh siêu anh hùng, cụ thể là vũ trụ Marvel, Mjolnir chắc hẳn luôn là cây bối nổi tiếng nhất mọi thời đại khi nó là món vũ khí chứa danh của thần sấm Thor đã đi cùng anh trong hành trình trừ gian diệt ác, bảo vệ cửu giới và thậm chí là bảo vệ cả vũ trụ. Dĩ nhiên, nó cũng là nguồn cảm hứng cho sự ra đời của vô số cây búa khác với nhiều khả năng thậm chí còn đáng sợ hơn cả Mjolnir. Vậy, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Diomeo. Hãy cùng chúng mình điểm danh 5 biến thể thú vị nhất của Mjolnir trong video này nhé! Hiện tại, hệ thống kênh YouTube của Diomeo đang có chương trình kết hợp với TechSpace Việt Nam, thương hiệu chuyên phân phối các sản phẩm gaming gear hàng đầu như tai nghe, bàn phím, chuột từ những hãng nổi tiếng và cả những bộ Hyperbox PC siêu mạnh với giá cả phải chăng. Các fans của Diomeo sau khi đăng ký kênh sẽ được hưởng những ưu đãi và quà tặng cực kỳ hấp dẫn khi mua hàng. Hãy ghé TechSpace Việt Nam để tham khảo ngay nhé. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính của video thôi. Về mặt thiết kế, Stormbreaker trong MCU vốn có hình dáng rất khác biệt so với phiên bản 616 trong truyện. Tuy nhiên, về cơ bản thì nó được tạo ra cho Thor chứ không phải Beta Ray Bill, nên việc thay đổi thiết kế hoàn toàn là có dụng ý riêng. Và theo mình thấy, thiết kế này cũng không hẳn là trái với nguyên tắc, bởi nó có vẻ được dựa trên một cái búa trong truyện. Cụ thể thì cảm hứng này đến từ phiên bản Mjolnir thuộc vũ trụ Ultimate, hay còn được biết tới là vũ trụ có số hiệu 1610. Đầu tiên phải nhắc đến một sự thật là ở vũ trụ Ultimate thì Thor vốn sở hữu nhiều chiếc Mjolnir chứ không phải chỉ một chiếc. Trong đó, chiếc Ultimate Mjolnir nguyên bản, tức là chiếc Mjolnir đầu tiên được Odin tặng anh, vốn không khác gì Mjolnir của vũ trụ 616 là mấy, khi cũng sở hữu sức mạnh và ngoại hình tương đương. Tuy nhiên, về mặt tính chất dường như có chút khác biệt. Lý do là bởi Ultimate Mjolnir không hoàn toàn được làm bằng Uru mà vốn pha nhiều kim loại phụ gia khác như sắt trong quá trình chế tạo. Cũng không có bùa xứng đáng của Odin và cũng không được phong ấn một thực thể đáng sợ nào đó như God Tempest bên trong cả. Do đó mà trong hai tập truyện Ultimate 3 số thứ 4 và 5, Magneto mới có thể cầm được cây búa này và hoàn toàn sử dụng được quyền năng của nó. Trong bộ truyện Ultimatum, ông ta đã dùng sức mạnh của Ultimate Mjolnir nhằm tạo ra một cơn bão, một trận sóng thần khủng khiếp đến mức nhấn chìm cả thành phố New York trong biển nước, gây ra rất nhiều cái chết thương tâm. Trong giai đoạn Thor tái sinh trên trái đất dưới nhân dạng một phàm nhân, do không lấy được cây búa Mjolnir nguyên bản, anh đã phải dùng bộ đồ công nghệ có tên là Biomech. Bộ đồ này không chỉ giúp tăng cường sức mạnh thể chất mà còn tích hợp nhiều khả năng đặc biệt, mô phỏng hình tượng về sức mạnh của Thor trong thần thoại. Tuy nhiên, do nhu cầu năng lượng để kích hoạt những chức năng này quá lớn, những nhà khoa học và Thor đã chọn giải pháp tạo ra một chiếc búa công nghệ có hình dạng lai diều như chúng ta biết. Vậy nên, chiếc Ultimate Mjolnir thứ hai đã được tạo ra với mục đích làm pin năng lượng di động cho bộ đồ và cũng là một món vũ khí cực kỳ chiến. Trong tập truyện Ultimate 2 số thứ 12, Odin đã gửi cho Thor một cây Mjolnir mới sau khi anh bị tước mất trang bị. Sức mạnh của Mjolnir này khá giống với cây búa nguyên bản, nhưng khác ở chỗ là tạo hình nó lại giống với cây búa nhân tạo. Ngay trong chương sau đó, Thor đã triệu gọi một tia sét khổng lồ, gây xung kích khắp thành phố và hủy diệt đội quân của Loki ngay tức khắc. Tuy nhiên, về sau anh lại sử dụng cây Mjolnir nguyên bản ngày trước. Sau Incursion, hầu hết mọi vũ trụ đều bị hủy diệt bằng cách sử dụng sức mạnh của tộc Beyonders thông qua việc rút năng lượng từ Mortal Man. Doctor Doom đã dùng những tàn tích của các vũ trụ nhằm tạo ra một thế giới chắp vá có tên là Better World. Khi được tái sinh, Thor của Earth 1610 đã có được một cây Mjolnir mới có hình dạng búa rìu, có bùa xứng đáng và bản chất của nó cũng rất kỳ lạ. Theo mình nghĩ, chiếc búa rìu này có lẽ đã được tạo ra khi hợp nhất bản chất của các cây búa Mjolnir mà Ultimate Thor từng sở hữu. Trong cuộc đột kích lâu đài Doom, Ultimate Thor bị hủy diệt nhưng chiếc búa vẫn tồn tại, rồi sau này thì rơi xuống tàn tích của Asgard ở vũ trụ 616. Khi biết về sự tồn tại của Ultimate Mjolnir, rất nhiều thực thể như Collector, Thanos và Thor đều săn đuổi nó. Thế nhưng, cả Collector lẫn đám Black Order đều không thể nâng được cây búa này, thậm chí nó còn hủy diệt những kẻ vừa bất xứng, vừa thiếu thực lực. Thor thì từ chối nâng nó lên do anh cảm thấy mình vẫn bất xứng mà nó cũng không phải cây Mjolnir của anh. Trong cuộc tấn công của quân đoàn quỷ lửa đến từ Muspel 2, Volstagg, một trong tam chiến binh của Asgard, đã nghe theo tiếng gọi của Ultimate Mjolnir và tới nâng nó lên, biến thành Thor mới. Khi có sức mạnh, Volstagg đã có thể hủy diệt cả một đội quân, đánh bại vô số kẻ địch như Entrantress và Ulic. Nhưng tâm trí anh dần bị cơn thịnh nộ che lấp và trở nên mất kiểm soát, tấn công người vô tội. Do đó, War Thor đã phải đối đầu với Thor Jane Foster và Thor Odinson. Cây búa này sau đó đã bị cách ly khỏi Volstagg nhưng bất thành và nó được anh sử dụng để chiến đấu với con quái vật Mangog. Tuy nhiên, khoảng cách sức mạnh là quá xa và Volstagg đã bị đánh bại, cây búa cũng bị nát vụn. Tới sự kiện War of the Rams, Jane Foster đã nhặt lại tàn dư của cây búa, hy vọng có thể dùng nó cùng các Thor chiến đấu chống lại Malekith. Để đáp lại lời cầu nguyện của Jane, những mảnh vỡ Ultimate Mjolnir đã tạm thời tự gắn kết lại và biến cô trở thành Thor một lần nữa. Do đó, cô có thể chiến đấu và góp phần đánh bại Luffy. Kết quả là sau trận chiến, cây búa hoàn toàn vỡ vụn, nhưng các mảnh của nó khi này đã xảy ra biến đổi, tan thành kim loại lỏng rồi hợp nhất với nhau.
để trở thành Undergen Vial Weapon, một thứ vũ khí thậm chí còn bá đạo hơn cả Mjolnir gốc. Trên Earth 14325, cây Mjolnir đặc biệt này thuộc với phiên bản thần sấm tên là Thor. Về cơ bản thì năng lực của nó cũng giống như Mjolnir của Earth 616, nhưng thay vì chỉ là kẻ xứng đáng mới nhắc được, thì cây Mjolnir này lại hoàn toàn ngược lại, tức là chỉ kẻ bất xứng mới dùng được. Trong sự kiện Incursion, Earth 14325 bị hủy diệt, dẫn tới việc đội Avengers ở đó bị đưa đến Earth 616 và đối đầu với Avengers ở thực tại này. Sau trận chiến, Thor bị đánh bại và cây búa của anh trở thành vật vô chủ. Trong New Avengers năm 2013 số thứ 27, Thor của Earth 616 đã quyết định cất cây dìu Giant Bjorn và sử dụng chiếc Mjolnir từ thế giới khác, đó chính là cây Mjolnir bất xứng của Thor. Anh đã mang nó theo để sử dụng trong cuộc hành trình xuyên đa vũ trụ, săn lùng Ivory Kings, gần như đã có thể chiến đấu bằng sức mạnh vốn có, đánh bại vô số Black Priest. Trong trận chiến cuối cùng ở ngưỡng cửa Beyond the Realm, khi chỉ còn Thor và Hyperion đối đầu với kẻ địch, anh đã không thể nâng chiếc búa này được nữa. Nhận ra giờ đây, anh đã có được sự xứng đáng vào phút cuối. Thor lấy ra cây dìu Giant Bjorn rồi nở một nụ cười vừa cay đắng nhưng cũng đầy thông khoái. Khi giờ đây, anh đã có thể tới Valhalla sau trận chiến đầy vinh quang, giống như một người Asgard đích thực. Ở thực tại được tạo ra bởi Kobik, thực thể hiện thân của Cosmic Cube, Steve Rogers đã trở thành Hydra Supreme, một kẻ bị tổ chức Hydra tẩy não từ khi còn nhỏ. Với sức mạnh và tài trí của Steve, Hydra đã thành công triệt hạ SHIELD, lật đổ chính phủ Mỹ, tạo ra một chính chủ phát xít mới do chúng kiểm soát. Trong khi đó, Kobik thì bị Fixer phá hủy hình dạng vật lý để ngăn việc cô phá hủy thực tại trong cơn phẫn nộ. Sau đó, Anim Zola đã đem những mảnh vỡ của Cosmic Cube từ Kobik kết hợp với công nghệ bị đánh cắp từ phòng thí nghiệm của Tony Stark nhằm chế ra một bộ giáp có khả năng thay đổi thực tại cho Hydra Supreme. Với quyền năng này, hắn đã thay đổi bùa chú trên Mjolnir khiến cho kẻ bất xứng trở thành kẻ mạnh nhất. Sau này, khi Kobik được giải thoát, những thay đổi đối với thực tại đó đã bị hủy bỏ và Mjolnir lại trở lại bình thường. Trong lịch sử truyện tranh, Marvel và DC từng nhiều lần hợp tác với nhau, nổi bật trong số đó là bộ truyện Marvel vs. DC ra mắt vào cuối năm 1995. Vào chương thứ 3 của bộ truyện này, hai thực thể tối cao đại diện cho cả hai vũ trụ là anh em Brothers đã hợp nhất, dẫn đến việc vũ trụ Marvel và DC đã hợp nhất với nhau và tạo ra một thực tại mới có tên là Amalgam Universe. Ở vũ trụ mới này thì Thor cũng tồn tại, nhưng anh không còn là Thor ban đầu nữa mà đã kết hợp với Orion, con trai của Darkseid và trở thành một nhân vật mới có tên là Thorian, chiến binh vĩ đại nhất của New Asgard. Do đó, cây búa Mjolnir của anh cũng biến đổi, với phần đầu có hình trụ thay vì chữ nhật hai bên lồi ra, khiến nó trông giống một cây chùy luôn phát sáng năng lượng rực rỡ. Trong tập truyện Thorian of the New Asgard, đến ngăn chặn việc người em cùng cha khác mẹ là Loki Disas sử dụng Mother Cube nhằm giải thoát những vị thần Promethean gây ra tận thế Ragnarok, Thorian đã hấp thụ số năng lượng mà khối lập phương giải phóng thông qua cây búa Mjolnir. Vụ nổ dù khiến cơ thể vật lý của Thorian bị phá hủy, nhưng đã khiến anh tiến hóa thành một Celestial. Về cơ bản, Throgjornir vốn là một mảnh của Mjolnir và thuộc quyền sở hữu của chú ếch thần sấm Throg. Tên thật của Throg là Simon Watterson, vốn từng là một vận động viên bóng bầu dục chuyên nghiệp, nhưng sau đó lại phải sớm chấm dứt sự nghiệp vì chấn thương. Nhưng mọi biến cố trong đời anh vẫn chưa dừng lại, khi một thời gian sau thì vợ con anh cũng chết vì tai nạn. Kể từ đó, Simon hoàn toàn suy sụp, chìm đắm vào việc sử dụng những dịch vụ tâm linh để được nói chuyện với vợ lần cuối. Tuy nhiên, việc không có đủ tiền để chi trả đã khiến một phù thủy nổi giận, và thế là Simon đã phải chịu một lời nguyền biến cơ thể thành ếch. Sau sự cố này, anh đã tới công viên trung tâm ở New York để bắt đầu cuộc sống mới. Anh gia nhập vào một gia tộc ếch với tên mới là Puddergold. Trong tập truyện Thor số thứ 363, do trùng kế của Loki mà Thor bị biến thành một chú ếch, anh đã gặp gỡ gia tộc ếch của Simon và giúp họ đánh bại gia tộc chuột đối thủ nhờ việc vẫn có thể nâng Mjolnir và sử dụng quyền năng của nó. Tuy nhiên, trước khi chiến thắng và rời đi, chú dê Tooth Gnasher đã lỡ đạp vào Mjolnir và khiến nó sứt một mảnh. Mặc dù chỉ là một mảnh kim loại, nhưng nó vẫn là một phần của cây búa thần sấm. Và do đó, khi Simon nhặt nó lên, nó đã biến đổi thành Mjolnir cỡ nhỏ rồi biến anh trở thành một chú ếch sở hữu quyền năng của Thor. Và trên đây là những gì khán giả cần biết về 5 biến thể thú vị nhất của Mjolnir. Nếu yêu thích video này, các bạn hãy like, share và subscribe để hóng những video tiếp theo của Diomeo. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất sớm thôi.